Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada trên website ibctv.us và trên hệ thống YouTube và Facebook IBC TV Official. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Hoa Kỳ cảnh báo Nga sau va chạm máy bay ở Biển Đen. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp theo đề xuất của Nga. Trung Quốc mở rộng tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài thêm 40 quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Nam Hàn sau khi đón Tổng thống Yoon Suk-yeol. Meta cắt giảm 10.000 việc làm trong đợt sa thải thứ hai. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới ban giao giữa Hoa Kỳ và Nga. Kính mời quý vị đón xem sau đây với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, Hoa Kỳ cảnh báo Nga sau va chạm máy bay ở Biển Đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 đã triệu đại sứ Nga tại nước này liên quan tới vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu Nga và máy bay không người lái của Hoa Kỳ ở Biển Đen. Theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc John Kirby, nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu đại sứ Nga Anatoly Antonov để bày tỏ quan ngại về vụ va chạm lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu hơn một năm trước. Theo ông Kirby, thông điệp từ phía Hoa Kỳ đưa ra đó là Nga cần phải cẩn thận hơn với các chuyến bay trong không phận quốc tế. Ông Kirby cũng cho biết Hoa Kỳ chưa và có thể sẽ không thu hồi chiếc máy bay không người lái rơi xuống Biển Đen. Trước đó, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ cho biết hai chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã có hành động chặn một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Hoa Kỳ một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một trong hai chiếc máy bay của Nga đã va vào cánh quạt của chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ và buộc các lực lượng Hoa Kỳ phải để thiết bị bay của mình rơi xuống vùng biển quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức họp theo đề nghị của Nga. Thưa quý vị, vừa qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiến hành cuộc thảo luận về xung đột Nga và Ukraine với nguy cơ từ những thông tin sai lệch về Nga theo đề nghị từ Moscow. Nga, Trung Quốc kêu gọi thế giới xóa bỏ những quan điểm mang tính định kiến, xây dựng môi trường quan hệ quốc tế mới dựa trên tôn trọng lẫn nhau. Mở đầu cuộc họp, đại sứ Nga Vasily Nebenzia đã nhấn mạnh hội chứng bài Nga diễn ra trên khắp đất nước Ukraine, có hội chứng bài Nga hoành hành và có những biểu hiện minh chứng cho điều này. Ông cũng đề cập tới một vài trong số đó, từ việc chống lại những cuốn sách của Nga, phá hoại những di tích và tên địa lý liên quan tới Nga, một cuộc đàn áp xảy ra với những người nói tiếng Nga, hát tiếng Nga, đọc tin tức bằng tiếng Nga, gửi tin nhắn điện thoại bằng tiếng Nga, những người chịu đau khổ thậm chí là chết vì điều đó. Đại sứ Nga nói Moscow đã đề nghị phiên thảo luận về nguy cơ từ thông tin liên quan tới Nga đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Đại diện Nga nhấn mạnh nền hòa bình lâu dài và bền vững ở châu Âu không thể được xây dựng dựa trên thông tin như vậy. Đại diện Nga đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga cản trở nỗ lực tìm kiếm hòa bình trong cuộc xung đột tại Ukraine. Dẫu vậy, tại phiên họp, đại diện Ukraine và các nước phương Tây vẫn cho rằng những gì đang xảy ra không phải là hội chứng bài Nga. Những nước cáo buộc Nga tìm cớ cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đã phát động năm ngoái trên lãnh thổ Ukraine và điều này không được chấp nhận. Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Nam Hàn sau khi đón Tổng thống Yoon Suk-yeol. Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio đang xem xét thực hiện chuyến thăm Nam Hàn sau hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước nông công nghiệp phát triển G7 diễn ra vào tháng 5 tại thành phố Hiroshima. Ông Fumio đang được lên kế hoạch và có thể diễn ra vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 sau khi Nhật Bản kết thúc kỳ họp quốc hội. Đặc biệt, nếu chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc
Ông Yoon Suk-yeol trong hai ngày 16 và 17 tháng 3 đạt kết quả khả quan thì chuyến thăm Nam Hàn của Thủ tướng Nhật Bản sẽ tích cực được triển khai. Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hoạt động ngoại giao con thoi sau 12 năm gián đoạn. Hoạt động ngoại giao con thoi Hàn-Nhật bắt đầu vào năm 2004 qua các chuyến thăm thường niên của lãnh đạo hai nước, song đã bị ngừng trệ sau chuyến thăm Nhật Bản, khi đó của ông Tổng thống Lee Myung-bak vào tháng 12 năm 2011. Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác Hàn-Nhật, Hàn-Nhật-Hoa Kỳ trước các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng được tập trung thảo luận. Meta cắt giảm 10.000 công ăn việc làm trong đợt sa thải thứ hai. Thưa quý vị, Meta Platform là công ty mẹ của Facebook cho biết ngày 14 tháng 3 họ cắt giảm 10.000 công ăn việc làm, và đây là công ty lớn về kỹ nghệ đầu tiên thông báo một đợt sa thải hàng loạt thứ hai sau khi ngành này chuẩn bị đối mặt với suy thoái kinh tế sâu sắc. Cổ phiếu của Meta đã tăng 6% sau tin tức liên quan tới việc này. Việc cắt giảm việc làm được dự đoán rộng rãi là một phần của tiến trình tái cấu trúc rộng lớn. Điều này sẽ khiến cho công ty hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng thêm 5.000 vị trí mới, hủy bỏ dự án có mức độ ưu tiên thấp và làm phản những lớp quản lý cấp trung. Giám đốc đã cho biết là nên chuẩn bị cho khả năng thực tế kinh tế mới này sẽ tiếp tục trong nhiều năm nữa, là điều mà Mark Zuckerberg đã chia sẻ trong thông điệp gửi cho nhân viên. Những lo lắng về suy thoái kinh tế do lãi suất tăng gây hàng loạt đợt cắt giảm công ăn việc làm trên khắp các công ty Hoa Kỳ, từ những ngân hàng của phố Wall như là Goldman Sachs hay là Morgan Stanley, cho tới các công ty công nghệ lớn như là Amazon hay là Microsoft. Meta là công ty đang rót hàng tỷ đô la xây dựng Metaverse tương lai, đang vật lộn với sự sụt giảm chi tiêu quảng cáo sau đại dịch từ các công ty lo lắng về triển vọng kinh tế của mình. Đáp lại, ông Zuckerberg đã hứa hẹn sẽ biến năm nay trở thành năm hiệu quả. Với một hành động mới nhất, Meta dự trù chi phí năm nay sẽ vào khoảng từ 86 tới 92 tỷ Mỹ kim, thấp hơn so với mức dự báo 89 cho tới 95 tỷ Mỹ kim trước đó. Trung Quốc mở rộng tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài thêm 40 quốc gia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin tại Bắc Kinh vào hôm thứ Hai đã cho biết Trung Quốc sẽ mở rộng các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài khi nhiều quốc gia đang đặt hy vọng vào sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trung Quốc sẽ nối lại các tour du lịch theo nhóm cho công dân Trung Quốc tới thêm 40 quốc gia, bao gồm Nepal, Việt Nam, Iran, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Brazil, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3. Bộ Văn hóa và Du lịch công bố vào hôm thứ Sáu như trên. Đây là đợt điểm đến thứ hai trong chương trình thí điểm của Trung Quốc nhằm quảng bá các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài, sau khi nước này nối lại các chuyến du lịch theo nhóm xuyên biên giới tới đợt đầu tiên gồm 20 quốc gia và khu vực vào ngày 6 tháng 2. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn ổn định, nhu cầu du lịch nước ngoài không ngừng tăng cao, trong khi nhiều quốc gia đang tìm cách chào đón du khách Trung Quốc. Trước tình hình đó, Trung Quốc quyết định mở rộng chương trình thí điểm du lịch nước ngoài theo nhóm cho công dân từ ngày 15 tháng 3 tới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc du lịch. Các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc sẽ tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành triển khai kế hoạch, ông Quang đã cho biết như trên. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới 12.000 binh lính Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận Balikatan tại Philippines ra sao, hay ngôi làng bị phá hủy trong trận lở đất khi Malawi đang thống kê nạn nhân của trận bão Freddy vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thúc đẩy việc tăng thuế cho Medicare trong chuyến viếng thăm tiểu bang Nevada. Xin mời quý khán giả đón xem.